Trước khi qua anh chị hỏi ha, bạn thích một cô gái có hình thức sexy chút xíu hay là cô gái có hình thức kín đáo chút xíu? Nếu mà sexy cho em xem thì em thích, mà sexy cho người khác xem em ngu thì thích. Của mình là mình xài á. Của mình xài không thích người khác xài á. Như vậy thì bạn gọi là gì? Cái gì của anh ta? Tự kỷ à? Tự kỷ đúng rồi. Dạ không, cái này có tự kỷ đàng hoàng, mình phải kỹ của mình chứ. Mình đưa cho người ta xem chiêm ngưỡng. Đúng rồi Linh ơi, cái này không gọi là kỹ được. Ích kỷ không đẹp. Sexy người ta mặc cái bộ sexy cho nó nhìn đẹp hơn. Có gì đâu. Em phải ủng hộ cô ấy làm đẹp. Nhưng mà em không ủng hộ cô ấy khoe cho người khác nhìn. Đúng vậy không em? Nói vậy có lý không em ơi? Biết anh đã lâu nay mới gặp. Xin mời anh. Anh tên gì? Của em là tên Trần Văn Khoa. Trần Năm nay em 31 tuổi. Làm nghề gì? Kiến trúc sư. Kiến trúc sư. Dạ. Anh rất là cá tính là cái mái tóc. Cái này là không phải cá tính mà giống nòi là di truyền nữa. Rồi, xin mời cô gái. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Bạn tên là gì? Em tên là Nguyễn Thị Kim Lu. Kim Lu, Lu năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 27 tuổi chị. 27? Dạ. 27 mà nhìn nhí nhảnh, tin quá, hồn nhiên quá. Nhìn em cái khoảng tầm 22, 23 tuổi thôi. Lu đang làm công việc gì? Hiện tại em làm sale. Năng động, trẻ trung như vậy mà chưa có bạn trai hả? Ai cũng nghĩ em có người yêu hết á, cho nên em bị ế. Từ trước giờ mình có được mấy mối tình rồi? Cũng 1-2 lần rồi chị. Mà tại sao phải chia tay? Tại chắc do tính em nó cá tính quá, với lại tính bạn sao mà gọi là cá tính? Em thích cái gì đó thì em sẽ làm và em không phụ thuộc vào cái ý kiến của bạn trai em. Có nghĩa là mình thích gì làm nấy, bất cần người ta nghĩ sao? Không, cái cách nghĩ đó của em nó cũng phải đúng, nó không phải sai với cái chuẩn mực nào đó của xã hội. Ví dụ như em để tóc ngắn mà bạn em yêu cầu em để tóc dài là đương nhiên em sẽ không để tóc dài. Em thích tóc ngắn tại vì đó là cá tính của em. Bạn có cá tính gì đặc biệt không? Cũng có nhiều điều đặc biệt lắm. Em làm bên một cái ngành vừa kỹ thuật mà vừa tính chất thẩm mỹ á. Đó là ngành gì? Ngành kiến trúc anh. Kiến trúc. Kiến trúc là mình thiết kế, mình phải có cái đầu óc tư duy của một người nghệ sĩ, cộng với lại có cái trình độ của người kỹ thuật, có đầu óc của người kinh tế, nó tổng hợp nhiều yếu tố lắm. Trong công ty của bạn là bạn làm cái công việc chính là công việc gì hả bạn? Dạ em hiện tại thì đang có một công ty nho nhỏ thì em đang đảm nhiệm ở đầu ngành vậy ạ. Đầu ngành. Nhìn rất là phong trần ha. Đâu ai nghĩ bạn giám đốc. Nói giám đốc đi còn chơi chữ đầu ngành nữa, mệt ghê luôn. Bạn nữ, chị hỏi nè, nếu một hồi kéo màn lên nè, em nhìn bạn trai bên kia nè, gặp cú sét ái tình yêu liền hai bên yêu nhau giờ người ta kêu bạn để tóc dài, có để không? Cái đó em suy nghĩ lại chị. Sao hồi nãy em nói là em không? Cái người đó vẫn phải thuyết phục được em. Bạn đó làm cái gì cho em để em cảm thấy là người đó chững chạc hơn, lớn hơn em và em có thể nghe lời theo, giống như gia trưởng một xíu. Ồ, vậy là em thích người đàn ông gia trưởng một tí. Một ít thôi chị, nhiều quá em. Còn gì nữa, những cái gì ở đàn ông mà em thích? Mạnh mẽ. Đây mạnh lắm, mẹ lắm. Cái gì em không thích? Đàn ông mà có tính đàn bà hả chị? Em đã chuẩn bị tinh thần để kết hôn chưa? 27 tuổi đúng không? Dạ. Già rồi đó. Nhưng mà em thấy em đâu có già. Nhưng mà cái tuổi nó cũng già rồi. Dạ cái tuổi thì nó già em chấp nhận. Bây giờ đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? Dạ cũng có. Nhưng bây giờ bên bển là đồng ý rồi đó. Tiến tới kết hôn chưa? Hôn nhân liền chưa? Hay là còn chờ nữa? Em phải chờ em tìm hiểu như thế nào chứ chị. Trời em khó. Chứ bây giờ em mở màn ra bắt em chịu liền sao em chịu được? Là em chưa gặp cú sét nên em nói vậy. Thì đó bây giờ em đâu biết cái sét đó nằm ở đâu. Đây chị ví dụ, nếu bây giờ gặp cú sét thì có chịu cưới liền luôn chưa? Anh xui à? Anh thấy cô gái bên kia lanh không? Lanh nhưng mà cũng hơi bị kén đấy. Hơi bị kén hả? Dạ em kén em lên đây anh. Không vậy em cũng giống anh á, anh cũng kén tới bây giờ. Rồi. Bây giờ bạn thích cái điều gì ở người bạn gái của bạn? Ngày xưa thì nó nhiều lắm, giờ chung cùng của em thì nó chỉ rút lại câu thôi, biết sống là được chị. Em có biết sống không em? Có lẽ bạn hơi sành sỏi trong chuyện tình yêu đúng không? Dạ thì cũng trải qua một số mối tình rồi cũng yêu quá. Yêu cũng nhiều, nhăn cùi lắm rồi thì bây giờ. Ủa nhăn cùi là yêu sao? Dạ, tức là yêu cũng lên bờ xuống ruộng anh. Trời đất ơi. Bạn cần điều gì ở cái người mà bạn đang đi tìm? Thứ nhất về ngoại hình thì cũng tương đối thôi, nhìn đáng yêu tí. Rồi tính tình thì chững chạc. Khi quyết định phải quyết định cái rụp chứ đừng cái mà do dự nhiều quá, em cho cơ hội nhưng mà nó cũng có tới giới hạn rụng rậm kia thôi. Bên kia người ta rất là quyết đoán, bên đó rất là quyết đoán, nghĩa là được là tới liền cơ hội. Mà nãy giờ chị hỏi em bao nhiêu lần mà em cứ né cái từ kết hôn hoài, hình như là em không thích kết hôn đúng không? Đời người mà ai cũng phải trải qua kết hôn rồi mới trưởng thành đúng không chị? Nhưng mà đây là chuyện cả đời nữa, không phải trong một phút chốc mà mình vội vã em đồng ý em lấy anh á thì nó cũng gì đó nó hơi phiêu phiêu. Tôi thấy cặp thì không hợp rồi. Chào chị. Nói chung chị khuyên em vậy, tất cả mọi thứ phải từ từ lại. Bạn gái bên này thích từ từ, phải trải nghiệm, phải tìm hiểu. Nhớ chị giúp đỡ nha. Không, tôi là tôi không có chọn rồi đó. Khó ghê.
chị không còn, xem vẫn còn. Trước khi qua anh kia hỏi ha, bạn thích một cô gái có hình thức sexy chút xíu hay là cô gái có hình thức kín đáo chút xíu? Nếu mà sexy cho em xem thì em thích, mà sexy cho người khác xem em ngu thích. Của mình là mình xài chứ, đúng không? Của mình xài không thích người khác xài á. Như vậy thì bạn gọi là gì, cái gì của anh ta? Ích kỷ à? Ích kỷ đúng rồi. Dạ không không không, cái này là cái này có tự kỷ đàng hoàng, mình phải kỷ của mình chứ, mình đưa cho người ta xem chiêm ngưỡng. Đúng rồi anh Linh ơi, cái này sao gọi là ích kỷ được? Ích kỷ không lẽ sexy dù người ta mặc siêu gạo xíu, ta đi cho nó nhìn đẹp hơn có gì đâu. Em phải ủng hộ cô ấy làm đẹp, nhưng mà em không ủng hộ cô ấy khoe cho người khác nhìn. Đúng vậy không em? Nếu vậy có lý không em ơi? Em ơi trả lời ảnh đi em ơi. Dạ ơi. Bây giờ anh nghĩ rằng là đã tới thời điểm rồi đó. Dạ. Cả tính. Không lạ lạ nhiều khi gặp nhau được. Còn bên này gu bên này cũng gu nó hơi bệnh. Không có bệnh đâu. Tốt, tốt lắm á. Nhìn thấy gồ ghề thôi chứ tâm rất là tốt. À, mặt rất là hậu. Rất là thẳng thắn. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau nha. Bạn kéo lên. Bạn miền Trung ơi, mình đùa với bạn tí thôi cho chúng ta đồng nghiệp ở đồng hương nha. Bạn bên kia dễ thương lắm. Bạn nhìn không chừng ngất ngay đấy. À, nhìn là tóc dựng lên luôn á, mặc dù tóc có tóc đâu mà dựng. Tóc đâu mà dựng. 2 phút bắt đầu. Anh cảm thấy ấn tượng với em như thế nào? Cũng ổn, nói chung là về cái bề ngoài là ok rồi đó. Còn nãy giờ nói chuyện là thấy cũng khá cá tính. Ngoại thất thì ổn mà nội thất chưa biết luôn anh. Cái này phải khám phá thôi, anh thích khám phá điều đó. Vỗ tay em. Cái này. Không, ý em nói nội thất là nội tâm á, tâm hồn, chứ em không có nói nội thất gì. Chứ nãy giờ anh đâu có nói cái suy nghĩ đâu. Của anh, nhưng mà em biết em biết cái suy nghĩ. Khám phá cái nội tâm không, của em cơ. Em biết cái suy nghĩ của anh, nhưng mà em thích cái suy nghĩ đó của anh á. Dễ ta còn ngu rồi. Nửa lạng người 8 cân rồi đây. Em nghĩ về anh thế nào? À, em nghĩ thì nhiều lắm. Vậy sao? Tại em nhìn anh em bất ngờ quá cho nên em hết hỏi được luôn. Bây giờ là nó có miếng điện nào sát tới chưa em? Em không biết nữa. Em có nghe nó tê tê chưa? Dạ em thấy em lưng lửng rồi. Dạ em thấy em lưng lửng rồi đó, em không có nằm đâu đó. Ai đang lên mic. Có tê gì chưa em? Hả? Nó đại đi, đại chị có nói rồi. Không mà có tê chắc vô điện thôi chứ em chưa thấy gì. Chắc là anh đụng nó mới tê ra. Cái đó hên xui anh. Cái đó hên xui tùy người. Nguồn điện âm dương đụng nhau là nó sạc ra lửa đó. Dạ anh học lý cũng kỹ lắm á. Ông ơi ông nói chuyện nhìn đây nè, ông sạc ra lửa ông nhìn qua tôi chi ông nội. Em hỏi gì nữa không để anh hỏi. Không em hỏi gì nữa đâu. Em nhìn vô anh hỏi nó mới tập trung được. Em thích người đàn ông xây dựng gia đình trên đất Sài Gòn này nè hay ở nơi đâu? Phụ nữ mà anh, chồng đâu thì vợ đó. Nhưng mà xa quá em không có đi. Dạ. Em về tới nơi đâu? Em về tới nơi đâu? Tại em nhắm tình hình địa lý, nếu mà xa xôi quá thì em giờ lại gần xíu. Dạ hai đứa mình giờ cho nó gần gần lại xíu. Ước gì hai nhà cái đó tùy anh đấy. Anh là kỹ sư xây dựng, anh tính toán anh đo lường sao cho nó gần đó, em đâu có tính được. À không, anh tính cái đó thì tốt rồi, nhưng mà có sự đồng lòng của người khác nó mới dễ tính. Có bạn cảm nhận thế nào bằng đối diện của bạn? Dạ cũng ổn. Ổn thì bấm chuông em ha. Thôi vậy thôi. Hết giờ. Chưa. Thôi hết giờ rồi. Thôi anh được rồi anh. Còn tới phút bắt đầu chưa. Hết rồi. Chưa quay đi còn phút nữa. Hai người nói tiếp đi. Anh là người dẫn. Hình như phải em hơi căng thẳng với anh đúng không? Hình như em thấy anh thích nghe em với anh này nói chuyện. Đúng rồi anh rất thích. Vui. Ừ. Ở đời ai không thích vui em. Anh cũng thích vui nên anh mới trò chuyện cho nó vui á. Em thích vui không? À, vui ai không thích anh, nhưng mà có chừng có mực thôi chứ. Cười hoài, cười hoài người ta nói mình có vấn đề. Không, mình cười hợp lý là nó không vấn đề. Miễn sao trời nắng mình đừng có đi nhông nhông mình cười nó mới nguy hiểm thôi. À, có cô ấy còn ngại ngùng anh ơi, tôi cho bạn xóa hết rồi. Có lên mà. Trước khi bấm nút ha. Có điều gì không thích về người bạn gái? Không thích gì người bạn gái hả anh? Ừ. Hồi nãy em nghe cô ấy cũng còn do dự nhiều á. Hồi xưa em đã từng chia tay một cô gái vì quá do dự. Mình đã cho cơ hội nhiều. Tất nhiên tức là mình là ông thì mình rộng lượng hơn xíu, nhưng bên em rộng lên lớn lên tí rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm. 3 tiếng đếm dành cho các bạn. 1 2 3. Trời ơi, tự 3 luôn. Tự 3 luôn vậy. Mời em.
Ủa em thấy bên này ổn không mà bấm nút vậy? Hồi nãy ngồi em không có thấy, giờ giờ đứng em mới thấy. Thấy sao? Thấy là lùn. Em thấy hơi bất ổn. Không, nhưng mà em đừng có nhìn cái đứng này mà bất ổn. Có điều nó ổn hơn, em cứ yên tâm. Em chờ cái điều ổn hơn đó của anh. Giờ hai người sung quá. Em. Thôi thôi thôi, ngéo gì ôm nhau cái cho tình cảm. Ôm nhau luôn chị. Thôi. Thôi chị ơi, giờ ôm kỳ lắm, chổi lắm chị. Kệ đâu có gì đâu em. Chổi lắm cái con có bất ổn không? Trời trời, cho chị vừa lòng. Ba hai người nắm tay nhau đi ha. Coi không nắm tay nắm mấy kia em nó dễ anh mới dìu em đi được. Rồi cảm nhận gì cái nắm tay đó không? Rung rung dạ rung. Đây chưa? Anh kia anh đang truyền điện nên chưa rung. Điện anh chắc điện cao thế. Rồi cảm ơn hai bạn rất là nhiều và chúc hai bạn sẽ truyền được điện cho nhau và mời hai bạn xuống dưới kia. Không có ý chí cho nên con chia tay. Cái mối tình đã được mấy năm? Mối tình đã được khoảng 8 tháng. 8 tháng rồi, mối tình thứ nhì? Mối tình thứ hai thì người đó này cũng khá là giỏi, anh ấy mở công ty. Nhưng mà do là cái kiểu người ta giỏi ấy, người ta lại có đòi hỏi những cái của những người phụ nữ là giỏi việc nước, đảm việc nhà. Con cảm thấy là không phù hợp. Là hơi gia trưởng đúng không? Đúng rồi, con có gia trưởng. Cho nên con đều chia tay. Sau đó thì chia tay. Một người ở cực này, một người ở cực này. Đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ, thôi, để bây giờ cô qua, cô qua kia cô coi cái... Em có mấy mối tình sao? Em nói cho bà mối nghe đi. Em chào chị. Chào cưng. Có mấy mối tình thì nói bà mối dạ, nghe em đi. Từ trước tới nay chỉ có một mối tình duy nhất thôi ạ. À. Một là, mối tình duy nhất? Dạ, đó là thời em học đại học. Như, quen bạn đó từ trong suốt quá trình học cho tới khi ra trường luôn. Thì sau khi ra trường tụi em đi làm việc xa nhau á. Bạn thì ở dưới Bạc Liêu, còn em thì chuyển lên Sài Gòn công tác. Bắt đầu lập nghiệp trên Sài Gòn. Thì khoảng làm việc khoảng chừng một năm nữa thì bắt đầu mọi chuyện đều im đềm, không có vấn đề xảy ra hết. Được một cái hôm đó bạn nhắn tin rồi chia tay em. Và lấy một lý do rất là đơn giản thôi, tại em nhỏ con. Thì cái vấn đề đó là em đã biết rồi, từng gặp gia đình bạn bên đó và cũng kiểu giống như là qua lại. Tưởng là mình đã cải thiện được cái mối quan hệ, giống như cải thiện được cái quan điểm của người ta nhìn về mình. Thật ra nhỏ con không phải là không chăm lo, không quan tâm, chăm sóc hay là không thách khe được rating cho bạn gái. Nhưng mà kiểu người ta vẫn quan điểm là không có xứng đôi, vừa lứa. Dạ. Không ai quan điểm kỳ, nhỏ con hay là bự con cũng không quan trọng gì hết. Dạ. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái áo mà hơi hồng với lại cái áo mà hồng thiệt á, thì bự cũng như nhau thôi. Chứ cũng ai nhỏ bé hơn ai. Dạ. Đó mà cứ ảo tưởng vậy đó. Ai đời mà lên một lần 10kg mọi người. Mà cứ chê người ta mập được không biết cái loài gì. Trời ơi. Nói nghe nè cưng. Dạ. Có ngại cái người bạn gái mình lớn tuổi hơn mình không? Dạ không, bạn gái đầu tiên của em cũng lớn hơn em 2 tuổi. Ồ vậy đó hả? Em tuổi chuột bạn tuổi tức. Tuổi tức. Dạ. Để hỏi bạn này bạn tuổi gì? Em tuổi heo ạ. Tuổi heo. Bên đây tuổi heo. Không sao. Vẫn ok. Tuổi heo. Dạ. Còn em tuổi gì? Dạ tuổi chuột. Tuổi chuột. Dạ. Rồi, tuổi sao người vậy? Ủa như vậy là hơn nhau đâu phải là 2 tuổi hả? Dạ. Nếu mà bạn kia mà là tuổi tuất thì là hơn 2, bạn này tuổi heo chắc hơn 1 hả? Dạ. Có 1 tuổi à. Ừ. Không sao. Ừ. Gái lớn 1, trai lớn 2. Cưng sanh năm bao nhiêu? Sinh 1995 ạ. 1995. Em sinh năm 96 nhưng mà vậy. Đúng rồi, hơn có 1 tuổi à. 1 tuổi thôi. Trời ơi, tưởng gì đâu. Trời ơi em gái. Ta xinh coi xắn nè, trời. Gái dễ thương quá trời đất luôn vậy đó. Có tuổi không sao hết trơn á. Giờ muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào? Cao. Cao hả? Cao, không được hói. Mà răng đẹp. Chết cha, đừng nói chữ hói ở đây. Có người người ta không có thích xài cái chữ hờ, hoi hoi, sắc hói. Không thích là không thích. Thì không thích đó. Ừ, hói có liên quan tới cái gì đâu. Thì có nói hói là đó. Một bệnh về sinh lý. Đâu có đó. Bởi vì con người ta lớn lên bị càm ràm quá thì nó cũng sẽ hói thôi. Hói mà người ta tài giỏi, hói mà người ta yêu thương, hói mà người ta chân thành thì cũng có yêu thôi. Thấy chưa? Cứ đụng đến chữ hói một cái là chạm vô cái nọc mà nó xì khói. Ngộ lắm. Nè, để xíu. Nói với thằng gái xíu coi.
em mới sợ. Bây giờ em nó con nít mà, bây giờ nó có sao nó nói vậy thôi. Gái ơi. Dạ. Trai cũng cũng hơi cao một chút thôi. Cũng cao mấy, tròn cao được hơi khó. Răng thì cũng đẹp. Hơi chưa thẩm đẹp một chút thôi. Cũng không cao mấy. Dạ. Tóc thì cũng sương sương. Nó cũng sương sương hói. Hói sương sương. Nói chung mọi thứ nó có một chút xíu thôi. Không biết nó có phát triển nó không thì chưa biết. Em thấy sao? Được không? Nhưng mà em đòi hỏi là cao bao nhiêu nè? Cao trên 1m65 ạ. Cao trên 1m65 mình cao bao nhiêu nhỉ? Con gớt nằm nút luôn á. Là 1m6 hả? 1m6. 1m6. Nhưng mà có thể cải thiện bằng đôi giày. Nhưng mà ví dụ như người ta tuổi trẻ tài cao. Đúng rồi. Hay là người ta là cái người đàn ông của một cái sự có một cái sự nghiệp rất là tốt khi mà ở tuổi trẻ. Sự cầu tiến giống như nãy bạn nói á, rất là cầu tiến, có ý chí đó, thì bạn suy nghĩ như thế nào nếu mà để lựa chọn giữa một người đàn ông đẹp trai, thiệt là đẹp trai, nhưng mà bạn phải nuôi ha, bạn phải chịu đựng người ta là gọi là gì ta, gia trưởng ha, người ta bắt bạn phải giỏi việc nước đảm việc nhà. Với một người đàn ông mà chỉ gọi là thiếu có 5 phân thôi là bạn đòi 1m65 đúng không? Ta 1m6, nhưng mà người ta là một người đàn ông của sự nghiệp, người đàn ông của sự ý chí, thì của bạn gia chọn đình. Sao? Bạn chọn cái nào? Cái này để em xem lại. Xem lại ha. Yeah. Nói chung là để xem lại đi. Thôi để xem lại đi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi nha. Đúng rồi. Rồi. À, em gái đi với ai vậy? À, em đi với anh trai ạ. Anh trai. Anh ruột á hả? Dạ. Rồi. Dạ. Em chào anh Quyền Ninh, chào chị Hồng Vân. Chào toàn thể chương trình và các bạn khán giả ở đây. Em là anh trai ruột của bạn Lý. Thì theo anh thấy thì bạn Lý cũng hơi khó tính một tí. Nếu mà bạn Nam mà có đồng ý tiến tới với bạn thì cũng phải đừng có gia trưởng quá với bạn đấy, bạn ấy hơi khắt khe. Thì anh thấy bạn Nam thì bạn Nam cũng được phong độ đẹp trai. Cảm ơn anh. Còn hai bạn thì theo anh thì cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Thì, đến được với nhau hay không thì do hai em thôi. Chào chương trình. Rồi, cảm ơn anh trai. Anh đi với ai? Dạ, em đi với anh họ em, mà cũng là bạn thân của em. Vừa là anh vừa là như hình như bóng vậy đó. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả, chào đại diện nhà gái và chào em gái. Thì anh là anh họ của Lượng. Thì Lượng là một người anh rất là tự hào, rất có chí cầu tiến và tự lập. Thì ngoài ra Lượng còn biết làm việc nhà, cũng có sự nghiệp tương đối ổn định. Tuy nhỏ thôi nhưng mà Lượng có thể che chở được cho em. Còn bạn gái bên đây là Lượng ơi, tuyệt vời. Dù bấm. Có cỡ nào thì cũng phải bấm nút. Đi chắc 2 về 3 nha Lượng. Xin lỗi. Gái có nghe câu ta nói không? Dạ. Nhỏ nhưng mà có vỏ. Này quan trọng lắm. Thôi mở rào. Bắt đầu đi em. Sao ngồi cứng đơ vậy? Bắt đầu đi em trai. Đó, dạ. Mình quay qua đúng rồi. Chào em. Tặng nhìn... quà tặng cáp rồi đi. Dạ. Trời ơi. Lo nhìn không có tặng quà luôn rồi. Em nhìn cái em đam mê luôn. Đam mê luôn hả? Hôm nay đến với anh cũng có một cái bó hoa anh gửi em. Thì nãy mọi người đều có rất là nhiều bông. Mà riêng anh chỉ có một bông. Thì anh muốn em là gì của anh. Không cần là không có một ai khác cho em vô được nữa. Anh xin tặng em. Dạ, cảm ơn. Bài đó bên cạnh đó anh cũng có tặng em một món quà nhỏ, đó là cái lắc chân. Dạ. Anh xin phép đeo cho em nha. Đáng lý ghê anh. Đưa bông, trời ơi đưa bông tôi giữ giùm cho. Trời ơi bữa nay vàng bạc đá quý nhiều quá. Mày lắc chân nữa kìa. Đáng lý ghê là nó vàng nhưng mà nó dịch cái giờ nó gớt xuống bạc luôn. Là sao? Chị Vy bả tới đột xuất quá, cái tờ vàng nó gớt bạc. Chết rồi.
Trời ơi. Bây giờ ông phụ đi chứ, bây giờ tay nó dày mà nó lắc, nó đeo kiểu gì? Để từ chừng nào nó vô là 12 giờ đêm mới vô tới. Kệ nó. Nó gà rồi, nó không nó, ra luôn nè. Nó gà, nó gà. Làm sao cho ra thì tùy nó. Nó gà. Không ra là không về luôn á. Không ra cũng phải ra. Hỗ trợ đi cưng. Hỗ trợ đi tội. Không hỗ trợ nó, hỗ trợ nè. Tình yêu gà rồi, gà rồi. Đó thấy chưa? Ra rồi giờ không vô được. Có cách nó ra mà. Không biết sao nó rung quá. Bạc đây á là không phải là bạc tình bạc nghĩa đâu nha, mà ý nghĩa là răng lòng đầu bạc á. Răng lòng đầu bạc rồi. Thấy chưa, mà người cuối cùng cũng được thấy chưa? Nhân đây em cũng tặng anh một chai nước súc miệng vì trời ơi. Em súc miệng. Bác sĩ răng mà bệnh bệnh nghề nghiệp. Không có, em tưởng đâu là tặng cho em cái vé để em tẩy răng hay cạo vô răng. Có anh. Tình yêu mới gặp nhau tặng chai nước súc miệng. Cũng có ý lắm á. Không, em thơm mà không biết sao. Ừ. Thôi được rồi. Cảm ơn vị trí đó các bạn. Dạ. Rồi bây giờ mình trò chuyện với nhau đi. À, anh xin phép hỏi em tên nha, tại nãy em nói nhỏ quá anh nghe không có rõ. Em tên Lý á. Lý? Dạ. Hoa Thiên Lý. Dạ. Qua chỗ đó nãy giờ thì em thấy anh như thế nào? Tại vì anh thấy là anh trai nói anh có vẻ khó, nhưng mà anh là người miền Tây nên là rất là dễ dãi, phóng khoáng lắm. Anh là người miền Tây ạ. Bởi vì anh muốn tìm một bạn nữ kiểu chín chắn hơn anh, cứng rắn hơn, nói chung là trên cơ hơn xíu á. Nói chung là kiềm mới tính, mỗi lần mà đi nhậu với ông nội bạn thân nè. Đi với bạn thân là ngủ quên tại mông luôn, xỏa. Bây giờ cần người xúc em về. Em thì em cũng hơi khó tính. Em cũng có những quy tắc riêng của mình. Ví dụ như là em không thích người đến trễ. Em cũng không thích người mà keo kiệt quá. Rồi kiểu như là gia trưởng á, em không thích người như thế. Mấy cái đó em yên tâm, anh không có nào chứ. Nhậu nhẹ thì em nghĩ là nên nhậu nhẹ thì giữ gìn sức khỏe, chỉ nhậu mức vừa phải thôi, chứ không nên nhậu quá mức. Thì thật ra thì anh cũng không có thường nhậu đâu. Lâu lâu ví dụ mà có đối tác khách hàng lớn thì bắt đầu mới kiểu người ta mời mình mới nhậu thôi. Còn bạn thân bạn bè thì kiểu năm mới gặp được có một lần, ngay sinh nhật thì mới có xả nhau thôi. Như thế thì không vấn đề gì. Em có thường hay đi du lịch không? Em có thường hay du lịch không? Em thì cũng khi có dịp thì em sẽ đi thôi. Em thích đi biển. Em thích anh đi biển. Thường thường là hay thích đi đâu? Anh đâu anh cũng thích đi, chân anh chân đi mà. Hiện nay là anh đang làm việc và sống ở Sài Gòn luôn đúng không ạ? Đúng rồi, anh làm việc và sống ở Sài Gòn nhưng mà anh chưa có nhà. Hiện tại anh đang ở trong khách sạn luôn. Nhất là một phần là để tiện cho công việc á. Thứ hai là ở đó giờ giấc nó hơi nghiêm khắc xíu để đỡ đi chơi với mấy ông nội này, mấy công hư. Là nói sao là ở trong khách sạn luôn? Dạ đúng rồi, em ở trong khách sạn luôn. Tại vì cái khách sạn đó là nhà của em luôn hay sao? Em xem nó như là cái nhà vậy đó. Chứ không có nhân viên nào mà được ở khách sạn. Tại vì mình kiểu mình tiết kiệm á chị. Trời ơi, mức giá nhà ở quận nhất mắc lắm. Ít nhất cũng phải 3 triệu rưỡi một tháng. Khách sạn của em ở quận nhất luôn. Dạ, mà ngay Phú Tây đường Phạm Ngũ Lão. Rồi thôi xong đó, hiểu à. Cái nhà đó là của ổng luôn đó cưng. Không có đâu. 24 tuổi vậy là quá giỏi luôn á nha. Tại vì em tự lập từ nhỏ mà. Bây giờ nãy lúc đầu em có giới thiệu là em không có, em sinh ra thôi nhưng mà em lớn lên ở nhiều nơi. Thì giai đoạn từ nhỏ cho tới học hết cấp 1 là em ở Cà Mau. Sau khi bắt đầu năm học lớp 6 là em chuyển lên trên Lâm Đồng em sống. Em sống với cô em, tại vì cô em lớn tuổi nhưng mà không có gia đình, cũng không có chồng con gì hết nên em chuyển về đó sống với cô. Sau một thời gian thì dưới quê em, ba mẹ em có một số việc sự cố nên là ngoài ý muốn. Rồi em mới chuyển về. Thì sống ở Đà Lạt cũng khoảng được gần 4 năm là xong rồi về quê, nhưng mà cũng không có ở với ba mẹ nữa. Lúc đó có cái chòi tôm á, mà nhỏ con hồi nhỏ sợ ma nữa, mà không ai giữ vuông hết, đẩy em ra ngoài đó. Em giữ vuông mỗi đêm mà gió nó xào xào đâu dám ngủ đâu. Qua nhà ông hàng xóm gõ cửa cho ngủ ke. Rồi xong cái mọi thứ em đều lo làm được hết. Nên là khi mà tụi em có hai đứa mình có đến với nhau á, thì việc nhà em cứ yên tâm, anh bao hết. Em chỉ có việc ăn uống đi làm và làm đẹp thôi. Trời ơi. Tuyệt vời ha. Rồi xong rồi sau khi rồi tiếp tục đi học đại học là coi như là khoảng thời gian từ nhỏ tới lớn chỉ sống ở nhà có được khúc rồi. Còn nhiều là sống ở ngoài đời không à. Nên là mọi thứ đều phải tự lo hết. Đây là một người đàn ông bản lĩnh đó ha. Dạ.
Bây giờ thì chúng ta nói một chút về những cái nguyên tắc trong tình yêu đi. Mỗi đứa có những cái nguyên tắc tự đề ra phải yêu như thế nào và tôn trọng nhau thế nào, khi cãi nhau thì như thế nào. Thì anh nói trước ha. Yeah. Thì anh quan niệm là yêu là phải chân thật. Có gì mình cũng cứ thẳng thắn mà nói với nhau cho nghe. Thứ nhất là đừng có im lặng. Im lặng giống như là cái bệnh ung thư vậy đó, mà giai đoạn cuối á, ghét rồi nó ra đi luôn, hồi nào không hay. Có gì nếu mà em không thích anh, không hài lòng anh ở vấn đề gì đó thì em có thể nói trực tiếp anh. Còn thí dụ mà khó nói quá, hai đứa mình hẹn nhau ca nhậu đi, nhậu vô có can đảm nói được hết. Thật ra thì cái ngay là anh không thích nói dối. Tại vì trước sau gì cây kim trong bọc nó cũng lòi ra thôi. Em phải dùng nhiều lời nói dối khác để em lấp lên cái lời nói dối đầu tiên. Thì trước sau gì em cũng biết, nên là anh không thích nhiều bạn nói dối. Thật ra cái suy nghĩ và quan điểm của anh cũng khá giống em. Em nghĩ tình yêu nó phải chân thật, chân thành đến từ hai phía, và sự lắng nghe và chia sẻ của hai người thì mới có thể lâu dài được. Chứ còn tình yêu mà nói chung không có sự lắng nghe chia sẻ thì sớm muộn gì cũng tan thôi. Và em cũng không thích sự dối trá. Dối trá sớm muộn gì cũng nói được ra giống như anh nói thôi. Nên là em hỏi bạn gái đi, bây giờ là em bao nhiêu điểm trong cái tiêu chuẩn mà của của bạn gái đề ra? Nhắm mình được bao nhiêu phần điểm rồi? Nếu mà thang điểm 10. Đấy, cũng hơi khó ấy. Tại vì em cũng muốn người bạn trai của em cao cao một chút xíu, nhưng mà anh lại hơi thấp. Nhưng bù lại em thấy anh là một người có ý chí và có bản lĩnh. Không có vấn đề cao anh cải thiện được. Trấn Thành còn đi giai đoạn được mà. Anh đi theo được. Thì thật ra thì giống như anh giống như bạn thân anh nãy nó nói, cho dù hôm nay quyết định của em là thế nào, nhưng mà quyết định của anh đã đến đây, mình đã mất mấy chục năm trời mới tìm được em mà, nên là cỡ nào cỡ anh cũng sẽ bấm nút, hy vọng cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Dạ. Hãy hát tặng nhau một chút xíu nào đó để chúng ta có những cái cảm xúc trong buổi gặp mặt. Thôi em hát trước đi, anh biếu rồi. Hát đi, hát cỡ hả? Hay quên? Quên quá. Quên luôn hả? Quên luôn hả? Rối quên rồi. Thì cuộc đời anh từ khi mà kết thúc cái mối tình đầu tiên á, nếu mà em có vô sau này mình sẽ add friend Facebook thì em sẽ thấy cái trang Facebook của anh đó, nó đang xì lì à. Nên là bởi vì những bài nhạc anh hát nó đều nó hơi buồn xíu, nhưng mà đó là những gì anh cảm nhận anh hát. Hy vọng em thích. Với lại cũng mong là sau hôm nay thì cái em sẽ làm cho cái Facebook của anh nó tươi hơn xíu, nó có màu sắc hơn xíu, nó hồng hơn xíu. Hồng là hồng tình yêu của hai đứa mình, chứ không phải là hồng BD nha. Em xin hát một khúc. Đứng lên hát đi, để mình truyền được hết cái lửa với cái lực của mình cho bạn gái. Tại em sợ mà nắm vô cái nó tê tê, nó rung rung cái là em hát hết nổi luôn á. Kệ, chấp nhận. Đứng lên đi cưng. Em xin hát khúc bài hát trong Cánh Hồng Phai của Trấn Thành á. Cánh Hồng Phai. Nàng như một đó hồng phai, hương sắc heo hòn theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mặn bầu tiếc nuối trái tim vỡ tan, nhặt lại từng cơn rung rời. Nàng vẫn xót xa cho chính đời mình, vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh nguyện khi ta có nhau những phút đang ngái lần đầu, cho thêm càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân gây theo mọi tình. Em xin hát khúc đó thôi, em hết nhớ. Rồi. Thôi được rồi, hai bạn về vị trí đi. Chúng ta hết thời gian. Mình cũng đã có một thời gian khá dài để cùng trao đổi và cùng đón nhận ý kiến của những người thân ở dưới. Hãy để cảm xúc lắng lại, suy nghĩ thật kỹ. Hai bạn để tay vào nút bấm đi. Bấm sau lưng em. Đây, dòng cái tay qua đây nè. Dòng tay qua phía này. Đúng rồi. Ngồi sát vào trong bạn gái, chúng ta sẽ dễ. Đó. Rồi. Thấy chưa? Nào,
bây giờ có thể nói chuyện vui, có thể tranh luận với nhau, có thể những suy nghĩ chưa hợp với nhau. Nhưng mà đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra xem đây có phải là nhịp đập của con tim, đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật thì bấm nút, nếu không thì không cần bấm. Chúng ta không thể dối lòng mình trong lúc này được. Hãy bấm vì trái tim của mình, bấm với trách nhiệm, bấm với suy nghĩ chân thành của mình, đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định. 1 2 2 3 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Cô ấy đã thay đổi về quan điểm sau khi gặp anh ấy. Nói thiệt nãy giờ Vân để ý bạn nam á, bạn có cái nét của Quỳnh Đông á, Quỳnh Đông bên diễn viên Quỳnh Đông á, rất là duyên. Em trai có tính thuyết phục và phải nói cái bản lĩnh á, cái cá tính của em ấy chinh phục cô gái. Nào, hãy nắm tay hẹn hò với nhau. Chính thức rồi đó ha. Đúng không, thuyết phục không ha? Trời ơi ghê thiệt chứ. Nào, mình trước mặt người thân đó, mình hãy hứa điều gì đi. Có ba mẹ của cô gái đang theo dõi truyền hình. Con xin hứa với hai bác, với lại anh ở đây, thì cho dù sau này có khó khăn hay là vấp ngã bao nhiêu cuộc đời sóng gió, em sẽ luôn vững lòng và đứng sẵn sàng che chở cho em và không bao giờ thay đổi. Em gái giống như ba mẹ của bạn đang coi luôn đó. Con chào hai bác, nay con có cơ sẽ có dịp lên chương trình và gặp anh ở đây. Con cũng thấy anh là người rất là chân thành. Con cũng hy vọng là các bạn sẽ tìm hiểu sẽ có cơ hội được làm dâu của hai bác. Trời ơi. Rồi còn chần chừ gì nữa, trao nhau nụ hôn đầu nào. Có dùng món quà trước không? Thôi không má. Chắc khỏi đi, em có nhà Cunha rồi. Hả, cất đi nha. Em xin phép anh cho em hôn bạn Lý ạ. Anh bạn gái cũng đẹp trai đó. Em là bác sĩ phải không? Rồi, anh gặp đâu em rồi nè. Dạ.